trải nghiệm lối sống xanh thân thiện cùng giấc ngủ trong lành. Hãy chọn ngay sản phẩm của nệm Vạn Xuân, nâng niu giấc ngủ thuần khiết, chăm sóc sức khỏe gia đình bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hiện Tùng có mặt trên một trong những showroom nệm Vạn Xuân trên toàn quốc. Đây là thương hiệu nệm có uy tín và chất lượng mà Tùng và gia đình đã tin dùng trong suốt nhiều năm qua. Xin mời các bạn tham quan nhé. Tại đây, các bạn có thể mua nệm với giá gốc trực tiếp tại nhà máy, không cần thông qua đại lý, với giá ưu đãi lên đến 45%, tặng kèm bộ quà tặng cao cấp cực kỳ hấp dẫn. Để có được một giấc ngủ ngon thì chất lượng nệm và gối quyết định đến 90% giấc ngủ. Bởi vậy mà các bạn phải cân nhắc khi chọn lựa thương hiệu uy tín và chất lượng nhé. Ngay bên cạnh Tùng chính là sản phẩm nệm cao su thiên nhiên 100% Lotus Signature. Dòng nệm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá rất cao. Đặc biệt, đây là dòng nệm được các bác sĩ chuyên khoa về xương khớp khuyên dùng đối với những người bị đau thắt lưng, đĩa đệm, cột sống cổ và người lớn tuổi. Cùng Tùng Yuki tìm hiểu kỹ hơn về chiếc nệm đang được nhiều người săn đón này nhé. Nệm được làm từ 100% cao su thiên nhiên. Đây là chất liệu tuyệt vời để phân tán trọng lực đồng đều, nâng đỡ tối ưu từng vùng, ôm tròn các đường nét trên cơ thể người nằm. Mặt trên nệm được thiết kế với hơn 5.000 lỗ tròn, tạo độ thông thoáng và mát mẻ. Mặt dưới hơn 500 lỗ vuông giúp nâng đỡ các đường cong tự nhiên của cột sống. Cả một ngày dài đi làm về mà được nằm trên chiếc nệm cao su thiên nhiên thư giãn, thoải mái thì còn gì bằng. Mang lại giấc ngủ vô cùng sâu nên sáng dậy này đầy năng lượng, khỏe khoắn, làm gì cũng tự tin hơn. Một chiếc nệm cao su thiên nhiên tốt sẽ luôn thoáng mát nhờ cấu trúc bọt khí li ti hấp thụ và phân tán nhiệt tốt nên cung cấp nhiệt độ ngủ thoải mái. Ngoài ra, lớp vỏ bọc nệm từ chất liệu gấm thông thoáng này thấm hút tốt, mang lại cho bạn giấc ngủ luôn dễ chịu nhất. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể, giúp duy trì hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh và cải thiện trí nhớ. Do đó, chọn nệm cao su thiên nhiên Lotus Signature từ nệm Vạn Xuân để tận hưởng và trải nghiệm thư thái trong mỗi giấc ngủ. Nếu như các loại nệm bông truyền thống nhanh chóng mất đi khả năng đàn hồi sau một thời gian sử dụng, thì nệm cao su thiên nhiên luôn mang ưu điểm đàn hồi, kết cấu bền bỉ lên đến 20 năm, nên khả năng hỗ trợ những vùng chịu lực lớn như hông, vai và chân rất tốt. Kết cấu dẻo dai và chắc chắn giúp cho bạn không cảm thấy bất cứ chuyển động hoặc xoay mình nào từ người kế bên. Từ đó không bị tỉnh giấc và có một giấc ngủ thật ngon và đầy sảng khoái. Người ta thường nói giấc ngủ là để có những giấc mơ đẹp, và để giấc mơ đó được hoàn hảo thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua chiếc nệm cao su thiên nhiên 100% Lotus Signature thần thánh này đâu. Một điểm cộng nữa cho nệm cao su thiên nhiên Lotus Signature mà Tùng rất thích là nệm đã qua quá trình tiệt trùng và khử mùi để loại bỏ hoàn toàn các thành phần độc hại, giảm đáng kể các mùi đặc trưng của mũ cao su, và thêm vào đó là mùi hương vani dễ chịu nè, tạo ra chiếc nệm có thể sử dụng cho tất cả mọi người, an toàn cho hệ hô hấp, không gây dị ứng, kể cả những người có làn da nhạy cảm và làn da trẻ em cũng có thể sử dụng được. Trước đó, gia đình Tùng Yuki sử dụng nệm bông thông thường, cứ đến mùa mưa ẩm mốc là nệm có mùi hôi nè, vệ sinh không thể nào thơm như mới được. Mỗi lần như vậy là phải thay nệm, rất tốn kém và mất thời gian. Chưa kể, nệm bông thông thường không có độ đàn hồi, mỗi sáng thức dậy là cứ đau ê ẩm cả người, nằm nhiều, ngủ nhiều nhưng cơ thể ể oải, mệt mỏi, cứ như là thiếu ngủ vậy. Từ khi chuyển sang sử dụng nệm cao su thiên nhiên Lotus Signature của nệm Vạn Xuân, không chỉ riêng mình Tùng Yuki cảm thấy được sự êm ái, thoải mái mà bà xã của Tùng cũng rất thích nữa. Vừa có nhiều tính năng tốt cho sức khỏe mà lại có tính thẩm mỹ cao nữa chứ. Nệm Vạn Xuân cung cấp đủ mọi kích thước nên giường to hay nhỏ gì thì cũng vừa xinh. Hãy cùng Tùng Yuki đắm chìm trong giấc ngủ êm ái và thoải mái từ nệm cao su thiên nhiên Lotus Signature này để bắt đầu ngày mới bừng sức sống. Tất cả các sản phẩm của nệm Vạn Xuân đều đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2015 và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm về chứng nhận hợp quy của Viện Nghiên cứu Dệt May. Các sản phẩm đều có độ bền chắc và an toàn tuyệt đối, được bảo hành chính hãng lên đến 15 năm. Thương hiệu nệm Vạn Xuân được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nệm Vạn Xuân đang triển khai chính sách bán hàng siêu hấp dẫn, thủ tục online nhanh gọn, trả góp lãi suất 0%, miễn phí giao hàng toàn quốc.
Không những thế, khách hàng còn được nhận ngay bộ quà tặng cao cấp trị giá lên tới 2.450.000 đồng và phiếu giảm giá cho lần mua sau trị giá 500.000. Đặc biệt, các bạn có thể an tâm mua sắm tại nhà trên các kênh chính thống của Nệm Vạn Xuân vì sẽ được kiểm tra hàng hóa thoải mái trước khi thanh toán. Đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay Tùng Du Ki có mặt tại showroom Nệm Vạn Xuân để mua nệm tặng cho người thân. Nếu các bạn nào đang phân vân không biết chọn mua loại nệm nào cho phù hợp với gia đình mình thì hãy tham khảo và mua ngay nệm cao su thiên nhiên 100% Lotus Signature để được nhận những phần quà vô cùng giá trị nhé. Đủ thư giãn, đủ sảng khoái, đủ dịu êm là những gì bạn cảm nhận được khi nằm trên chiếc nệm này. Tiết kiệm hơn, ngủ ngon hơn, hãy cùng những người thân yêu trải nghiệm ngay với nệm Vạn Xuân. Nệm Vạn Xuân là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nệm cao cấp, tự tin khẳng định vị thế tại thị trường trong nước và đang dần mở rộng tầm nhìn ra quốc tế. Nệm Vạn Xuân tự hào giới thiệu chương trình nhượng quyền thương hiệu showroom Nệm Vạn Xuân trên toàn quốc, một cơ hội kinh doanh cực kỳ tốt cho những cá nhân và doanh nghiệp có đam mê kinh doanh làm giàu với tiêu chí chất lượng sản phẩm và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp và được đặt lên hàng đầu. Đối tác nhượng quyền của Nệm Vạn Xuân sẽ không chỉ được hỗ trợ set up cửa hàng mà còn được hướng dẫn chi tiết chiến lược kinh doanh bằng cách tư vấn chuyên sâu về quy trình bán hàng và kế hoạch marketing online. Nệm Vạn Xuân cam kết hỗ trợ toàn diện cho việc vận hành cửa hàng và quản lý nhân sự, đảm bảo mô hình kinh doanh của đối tác luôn hoạt động mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác, Nệm Vạn Xuân không chỉ hỗ trợ truyền thông và quảng bá trên các phương tiện truyền thông của thương hiệu mà còn cam kết hoàn trả 100% giá trị hàng hóa trong trường hợp kinh doanh không thuận lợi. Điều này là một sự cam kết mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc Nệm Vạn Xuân tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng sản phẩm và chiến lược kinh doanh của mình. Nệm Vạn Xuân nâng niu giấc ngủ thuần khiết